Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nữ phụ chia tay hàng ngày của tác giả Giá Thanh Oa, chương 55. Khâu Giật Hành chỉ vào Lâu Tùng Nguyên nói: "Bởi vì là tạp chí mới, tôi đối nó cũng vô cùng kỳ vọng, cho nên tôi mời Lâu Tùng Nguyên tiên sinh chủ yếu là vì dẫn lưu, còn lại vẫn dựa theo hợp đồng, bìa tạp chí vẫn như cũ là La Thiến tiểu thư. Lâu Tùng Nguyên sẽ làm phó trang, sau đó quá trình sửa hậu kỳ, bên ngoài ngoại trừ La Thiến sẽ có thêm Lâu Tùng Nguyên tiên sinh." La Thiến ngoài ý muốn nhìn Khâu Giật Hành, lấy địa vị của Lâu Tùng Nguyên, hắn sẽ đồng ý làm sách mới phó trang, lại còn thêm người mẫu mặt bằng sao? Sau đó, Khâu Giật Hành lại nói thêm một vài điều, đều là thông báo đơn giản linh tinh, Triệu Vũ Lâm có thể tự thảo luận với bọn họ. Lâu Tùng Nguyên bên kia cũng thật yên tĩnh, nói cái gì đều không chen vào, giống như không hề quan tâm kết quả cuối cùng là gì. Chờ đến khi Khâu Giật Hành mang theo hai người đại diện đi lên trên lầu tiến hành trao đổi cuối cùng, Lâu Tùng Nguyên mới nở nụ cười nói với La Thiến: "Tạp chí này có thể sẽ thành công, giữa một đống tạp chí thời trang hỗn loạn như bây giờ, cái này rất mới mẻ." La Thiến hỏi: "Sao anh lại đến đây? Tôi nghe nói tạp chí này Thịnh Tấn vốn cũng không xem trọng, bởi vậy mới không đầu tư nhiều tiền vào. Lấy chi phí công ty cấp cho tạp chí này, hình như không mời nổi anh." Lâu Tùng Nguyên hà hà cười nói: "Tôi đâu cần tiền, tới vì tình nghĩa thôi." La Thiến kinh ngạc: "Là sao? Chẳng lẽ tạp chí thật có thể một bước lên trời?" Lâu Tùng Nguyên chỉ vị trí vừa rồi của Khâu Giật Hành ngồi nói: "Chú út của tôi." "Hả?" "Trước đó chú ấy làm ở tạp chí nước ngoài, đây là tạp chí đầu tiên của chú ấy sau khi về nước. Doanh số tạp chí ở nước ngoài thực không tồi, mọi người cũng có thói quen xem tạp chí. Chú tôi làm ở bên kia trong thời gian khá dài. Lần này được Thịnh Tấn mời trở về, tuy rằng để chú làm, nhưng cấp dự toán quá thấp. Hơn nữa hắn muốn đem tạp chí làm tốt, cảm thấy chỉ có lưu lượng của cô là không đủ. Công ty lại không muốn đầu tư tiền mới tìm tôi." La Thiến bừng tỉnh đại ngộ, ngạc nhiên nói: "Nếu đã tìm anh tới, công ty bọn họ vẫn còn đồng ý để tôi làm ảnh bìa?" Lâu Tùng Nguyên cười ngại ngùng: "Công ty thật ra có yêu cầu đổi vị trí, chú út tôi cũng đồng ý, là tôi nói không cần." La Thiến càng ngạc nhiên: "Vì sao?" Lâu Tùng Nguyên cười nói: "Bìa vốn dĩ là của cô, lại nói tuy rằng tôi chụp nội dung trang, nhưng tôi tin vào lưu lượng của mình." La Thiến: "Anh tự tin thật đấy, không hổ là vua lưu lượng. Chúc mừng cô trong khoảng thời gian gần đây đã bạo hồng." Lâu Tùng Nguyên lại cười nói tới việc gần đây. La Thiến xua xua tay: "Đâu có, đâu có. Kỳ thật tôi rất thích cô." Lâu Tùng Nguyên dường như nhớ tới thời gian vui vẻ, trên mặt có nét cười điềm đạm. La Thiến nhìn hắn, không biết nên đáp lại như thế nào. Lâu Tùng Nguyên tiếp tục nói: "Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy cô rất cứng đầu. Đừng nghĩ tôi và cô cùng tuổi. Thời gian tôi ở trong giới giải trí tuyệt đối không hề ngắn hơn cô. Cha mẹ tôi đều là minh tinh, từ khi còn nhỏ đã chụp chút quảng cáo. 15 tuổi thì diễn một vài vai diễn nhỏ, đến năm 20 tuổi mới chính thức lấy thân phận ca sĩ xuất đạo." Lâu Tùng Nguyên đưa tay gối lên sau đầu, vắt chéo chân tiếp tục nói: "Tôi thấy cô đã lăn lộn trong giới giải trí mà vẫn như vậy, thấy rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy cô rất ngốc. Quá thẳng thắn, không biết nhìn sắc mặt người ta, trong giới lại không có quan hệ. Dưới tình huống như vậy không có ai thay cô nói chuyện, nơi này thực chất chính là dạy ích lợi. Sống bằng lợi ích, muốn cho người khác xuất đầu cũng phải có đủ giao tranh. Cô không có giao tình với bất cứ ai trong đoàn phim, chính là hăng hái đơn độc chiến đấu. Khi đó liền cảm thấy cô chỉ muốn chơi cho xong, sau lại phát hiện cô kỳ thật chỉ căn bản không thèm để ý mấy cái này đó, lại cảm thấy rất có ý tứ, sau đó nữa lại thấy cô khá tốt, bởi vì cô rất an tĩnh quay xong thời gian vui vẻ. Ngay từ đầu tôi cho rằng cô nhất định sẽ đi tìm Đường tiên sinh tới, nhưng cô ngược lại lại an an tĩnh tĩnh quay xong. Khi đó tôi cảm thấy sẽ gặp khó khăn, rồi Đường tiên sinh tới, mọi người trong đoàn phim cung cung kính kính, cô vẫn yên lặng xong, không hề làm thêm chuyện gì khác, tôi mới bắt đầu cảm thấy cô có phải quá rộng lượng hay không." Thần thái nói chuyện của Lâu Tùng Nguyên khác hoàn toàn với những gì La Thiến ở đoàn phim nhìn thấy. La Thiến biết đây mới là nhân cách chân chính của Lâu Tùng Nguyên. La Thiến cũng không có thâm cừu đại hận gì với Lâu Tùng Nguyên. Nếu hắn muốn hàn huyên, La Thiến không ngại nói cùng: "Không phải rộng lượng, tôi vốn chẳng chịu thương tổn gì, không thích người ta thì không để ý nữa là được. Dù sao thì quay xong lãnh tiền xong, sau này cũng sẽ không lui tới nữa. Cứ như vậy là được, có lẽ cả đời này đều sẽ không gặp lại, hà tất phải dây dưa." Đối với mấy người Ngụy Khả Tình,
cô không thích. Đối với những việc gì mà không có người giúp, một nhà cũng không chán ghét, chỉ là bèo nước gặp nhau trong cuộc sống mà thôi. Bọn họ làm mình không thoải mái thì mình không quan tâm là được, như vậy họ cũng sẽ không thoải mái. Cho nên tôi rất thích cô. Tôi nhận làm phó trang tạp chí, có thể giúp cô tăng sóng lưu lượng. Lâu Tùng Nguyên cười nói, hắn vốn dĩ là vì hữu nghị nên mới tới, hắn không muốn đổi vị trí, ai cũng không thể ép buộc hắn. La Thiến sửng sốt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói, thật sao? Hiện tại lưu lượng đối với La Thiến mà nói chính là đại diện cho tiền, càng nhiều lưu lượng tương đương với việc càng có thêm nhiều tiền. Bên ngoài truyền đến tiếng người, hẳn là chính mấy người kia đã trở về. Lâu Tùng Nguyên đứng lên bắt tay La Thiến nói, sau này hợp tác vui vẻ. Đêm đó, Lâu Tùng Nguyên liền phát Weibo tuyên truyền cho tạp chí mới, nói là muốn đi chụp tạp chí mới. Chỉ trong mấy giờ mà lượt share liền hơn 10 vạn. Bởi vì cái này, La Thiến không dám chuyển phát Weibo của hắn, cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn yên tĩnh là một con chim cút. La Thiến vốn dĩ là một mỹ nữ có dáng người bên ngoài không tồi. Triệu Vũ Lâm tìm cho cô rất nhiều ảnh bìa tạp chí cả trong lẫn ngoài nước để tham khảo, còn mời thầy đến dạy 2 ngày. Đến hôm bắt đầu chụp, nhờ có chỉ đạo viên với kinh nghiệm phong phú chỉ dẫn, La Thiến có thể tạm coi là thuận lợi hoàn thành. Người mẫu phần nội dung bên trong không có yêu cầu quay chụp nghiêm khắc như chụp bìa. La Thiến huấn luyện có kết quả, tuy rằng phải chụp lại vài lần, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành trong mấy ngày. Lâu Tùng Nguyên càng không cần phải nói, hắn vốn dĩ đã có kinh nghiệm ở phương diện này, hoàn thành sớm hơn La Thiến một ngày. Tạp chí này có Lâu Tùng Nguyên gánh, ít nhất doanh số kỳ 1 là không có vấn đề. Trang bìa lại là La Thiến, đối với cô mà nói là trăm lợi không một hại. Còn được hung hăng cọ ké lưu lượng của Lâu Tùng Nguyên, dù sao fan Lâu Tùng Nguyên muốn mua tạp chí, đầu tiên đều phải nhìn tới La Thiến trên trang bìa nhà. Đáng tiếc, sự đời không được như mong muốn, tin tức La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên chụp ảnh bị dò dỉ lên mạng. Nhân khí của Lâu Tùng Nguyên là cái dạng gì? Hiện tại trong phạm vi cả nước, hắn tuyệt đối là no one, không nói tới địa vị của hắn ở trong giới tài trí như thế nào, cũng không cần biết kỹ thuật diễn của hắn tốt hay không tốt, đơn thuần chính là fan hắn đông nhất. Bởi vì hắn còn trẻ, chưa đi đến được vị trí cao như vậy, kỹ thuật diễn cũng chưa rèn luyện được xuất sắc như người ta. Có lẽ có một ngày hắn sẽ nháy mắt từ trên thiên đường ngã xuống, nhưng không thể phủ nhận hắn hiện giờ ở giới giải trí là đỉnh lưu, đại lưu lượng. Cho nên khi trên mạng truyền ra hình ảnh hắn cùng La Thiến ngồi ở ven đường cùng nhau uống đổ lạnh, dùng lại ánh mắt như anh em hiểu mà, tươi cười nhìn nhau, Weibo trong nháy mắt liền tê liệt. Fan Lâu Tùng Nguyên một đêm điên cuồng, Weibo La Thiến bị họ vây hãm không chút khe hở. Triệu Vũ Lâm gọi điện thoại báo cho La Thiến, chị ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa, tuyệt đối không được ra khỏi cửa. Bọn em bây giờ đang ở công ty Lâu Tùng Nguyên bàn bạc xem làm sao làm sáng tỏ bằng cách nào là tốt nhất. Nói thẳng là đang chụp tạp chí không phải là xong sao? Vốn dĩ chính là chụp hình cho tạp chí. La Thiến vẻ mặt mơ màng, cô ăn ngay nói thật nhé. Cũng không phải một câu của chị liền giải quyết xong, cái này phải cùng công ty thương lượng thật kỹ. Mọi người đồng thời phát Weibo làm sáng tỏ cũng phải liên hệ bàn bạc trước, miễn cho nội dung thông báo không thống nhất. Hiện tại vẫn đang thảo luận, chắc buổi chiều sẽ phát thông báo thôi. Vậy thì tốt. Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. La Thiến từ tận đáy lòng cảm thấy mình vô tội, cho nên cô không hề cảm thấy việc này khó giải quyết. Buổi chiều, Thịnh Tấn là bên thứ nhất phát thông báo làm sáng tỏ. Nội dung rất đơn giản, giải thích rõ Lâu Tùng Nguyên cùng La Thiến đều là do bọn họ mời đến chụp hình tạp chí. Ảnh hai người ở cạnh đường uống đồ uống lạnh là bọn họ chụp, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ở đó, đồng thời đăng thêm ảnh hai người phối hợp chụp ảnh. Hiện trường bốn phía đều có nhân viên công tác. Weibo Lâu Tùng Nguyên và La Thiến đồng thời chuyển phát lại. Lâu Tùng Nguyên làm sáng tỏ cũng rất đơn giản, đại khái nói đây là lần hợp tác thứ hai cùng La Thiến. Cô là một người rất tốt, hai người công tác ở chung không tồi, hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác. La Thiến bên này là Triệu Vũ Lâm biên tập rồi gửi đi, nói lần hợp tác Lâu Tùng Nguyên là vô cùng may mắn, hơn nữa còn bày tỏ bản thân sẽ cùng Lâu Tùng Nguyên vì tạp chí mà nỗ lực, tiếp tục cố gắng để không phụ kỳ vọng của mọi người. Ba thông báo đều rất chính thức, không có từ ngữ nào dư thừa. Đáng tiếc, fan không tin. Ha ha, Lâu Tùng Nguyên sẽ nhận loại tạp chí mà tên cũng chưa từng nghe qua này sao? Lúc đó tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, thì ra là bạn gái. Đây là ở thời gian vui vẻ nảy sinh tình cảm sao? Trong ảnh chụp rõ ràng chính là thâm tình nhìn nhau.
Hơn nữa Thịnh Tấn phát ảnh chụp, biểu cảm hai người nói chuyện cũng rất đáng nghi. La Thiến dựa vào cái gì cùng Nguyên ca? Không xứng. Nhất định là La Thiến ôm đùi, Nguyên ca của tôi còn chướng mắt cô ta đấy. Đáng tiếc Nguyên ca của mấy người lại nguyện ý vì chống lưng cho cô ấy mà nhận cái loại tạp chí này nha. Còn không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Mẹ nó, top 30 hot search Weibo đều là bọn họ bao thầu. Nhìn ý bên phía La Thiến, đây là muốn tăng tiêu thụ. Mợ, không thấy được fan Nguyên ca đau khổ như thế nào sao? Mẹ nó, làm minh tinh còn không thể yêu đương à? Người ta đều đã làm sáng tỏ rồi, khả năng cao là căn bản chẳng có gì cả. Đúng vậy, tập đầu của Thời gian vui vẻ không phải có xuất hiện một người đàn ông sao? La Thiến có bạn trai rồi. Có thể so với Nguyên ca của tôi sao? La Thiến cho rằng chỉ cần trong ngày là có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng đã đến buổi tối mà cư dân mạng vẫn còn đem cô và Lâu Tùng Nguyên buộc chặt lại với nhau. La Thiến đối với Lâu Tùng Nguyên một chút cảm giác cũng không có, tuy rằng hai người cùng tuổi nhưng nhìn vào khí chất, La Thiến giống như chị gái của Lâu Tùng Nguyên. Bởi vì Lâu Tùng Nguyên là hoa mỹ nam, nhìn không đủ men, La Thiến cảm thấy cô thích loại hình như Đường Tổng hơn, 20 tuổi có thể nhìn thành 30 tuổi. May mà Đường Tổng không biết ý nghĩ này của La Thiến, nếu không hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói chuyện với cô. Tuy hắn chỉ còn cách mấy tháng nữa là tròn 30 tuổi, nhưng tính tới hiện tại, hắn vẫn 29 tuổi nhé. Buổi tối Đường Tổng trở về, câu đầu tiên nói với La Thiến chính là: đồ uống uống ngon không? La Thiến, ba chấm, trong đầu có một loại ngựa chảy qua, thảo nề mã. Chương 56. La Thiến ngẩng đầu nhìn hắn tươi cười. Ha ha. Đường Diễn ngồi xuống sofa hỏi: cô có biết người đội nón xanh cho tôi sẽ có kết cục như thế nào không? La Thiến hoảng sợ. Có người dám đội nón xanh cho anh? Ai đấy? Không muốn sống như vậy. Đường Diễn, ba chấm, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở chỗ tôi đang đe dọa cô đấy. Là ai thế? La Thiến không sợ chết hỏi. Dù sao thì phụ nữ trong người đều có máu tò mò, bát quái. Đường Diễn nghiến răng. Không có. Trên mặt La Thiến viết rõ hai chữ không tin nhìn hắn. Ha, em hiểu, em hiểu. Lúc ấy Đường Diễn vô cùng muốn cho bản thân mình một cái tát, cũng không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngu ngốc. Nhất thời, trong lòng bật ra một câu: gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Đúng vậy, người xưa nói không sai bao giờ. Nói đi, em nhất định sẽ giữ bí mật mà. La Thiến ngồi gần lại một chút. Ánh trăng sáng, Tiêu Vĩnh Thanh hay là người khác? Đường Diễn cố gắng áp chế suy nghĩ ngu ngốc của mình về La Thiến, nói: tôi nhìn như người sẽ bị người khác cắm sừng sao? La Thiến nhất thời dùng ánh mắt có một chút, một lời khó nói hết nhìn hắn, ngại ngùng không dám nói với hắn. Dựa theo kịch bản của tiểu thuyết, ánh trăng sáng từng yêu thầm, tình yêu chân chính cũng từng yêu thầm người khác. Họ đều từng suy xét xem có nên theo đuổi hay không. Gân xanh trên đầu Đường Diễn nổi lên, nguy hiểm nhìn cô hỏi: ánh mắt kia của cô là có ý gì? La Thiến im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Đường Tổng, buổi tối anh muốn ăn cái gì nào? Đường Diễn, ba chấm, cảm giác cô đang lảng sang chuyện khác, nếu không phải phụ nữ, hắn thật muốn đánh cô một trận. Tâm mệt, uy tín của hắn trước mặt La Thiến hình như càng ngày càng thấp. Nhưng mà, tuyến suy nghĩ của Đường Tổng rất nhanh đã trùng với La Thiến. Ăn mì. La Thiến từ trong phòng bếp cầm ra một túi đồ nói: cái này là hôm nay em mua ở siêu thị đấy. Ừ. Sau đó cũng là hôm qua em mới phát hiện, thì ra loại mì này có rất nhiều giá khác nhau. Loại này đắt hơn, ăn xong thì buổi chiều vẫn còn sức. Hôm nay em liền mua loại khác, cho anh nếm thử. Đường Diễn đối với giá trị quan của La Thiến vô cùng tò mò. Rốt cuộc cô có lòng tham hay không có lòng tham, Đường Diễn nhìn mãi vẫn không hiểu. Mang cô đi mua đồ, đắt cũng thích, rẻ cũng vui. Cho cô tự mua thì lại thích đồ giảm giá, nhưng vẫn muốn cái tốt nhất. Đường Diễn nhìn đến mơ hồ. Hắn hỏi La Thiến: bao nhiêu tiền? La Thiến sửng sốt, Đường Diễn tự nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy. Nhưng cô cũng thích cùng hắn nói chuyện linh tinh, cho nên thực vui vẻ mà trả lời: 2 tệ 5 một cân. Đường Diễn, ba chấm. Chịu đựng xúc động muốn hộc máu, Đường Diễn hỏi: sau đó? Giảm còn 2 tệ. La Thiến trả lời, một chút cũng không đuối lý. Đường Diễn cuối cùng cũng không thiết hỏi cô thích giảm giá đến vậy sao. La Thiến thật lòng không cảm thấy có lỗi với hắn, cô mua chỉ vì muốn ăn thôi mà, cũng không có nói bởi Đường Diễn mà phải mua cho hắn mì đắt nhất siêu thị. Loại mì này
Bản thân Lạt Hiến vẫn thường ăn, cảm thấy kiểu máy móc cũng làm được thì tự nhiên sẽ không đáng tiền. Nhưng Lạt Hiến cảm thấy ăn ngon. Trước khi biết giá, Đường Diễn cảm thấy ăn khá ngon. Sau khi biết giá, Đường Diễn vẫn cảm thấy ăn khá ngon, còn có chút rối bời. Nhìn Đường Diễn ăn mì, Lạt Hiến lại tiếp tục tán gẫu. Chủ hộ mà thời gian vui vẻ chọn có nói năm nay nhà họ muốn làm thịt heo tặng đoàn phim. Đến lúc đó sẽ làm thịt khô gửi cho chúng ta. Đến lúc đó em sẽ làm cơm thịt khô. À, ăn rất ngon. Lạt Hiến nói xong, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Đường Diễn sửng sốt. Cô vẫn liên lạc với chủ hộ sao? Vậy mà cùng đồng nghiệp thì... Ha ha ha, đúng vậy. Sau khi bọn em ghi hình xong thì chủ hộ cũng trở lại. Bà ấy nói em cho ăn rất chuyên nghiệp. Bọn em trò chuyện hàn huyên 2 ngày. Cô ấy nói coi em như người thân vậy. Nói nếu về sau em tới nơi đó chơi thì sẽ được giảm 50%. Lại giảm giá. Nói đến giảm giá, cửa hàng bánh kem kia cũng giảm giá cho em 20%. Cũng ý tứ thật, nhưng chị gái chủ hộ cũng quá được. Giảm hẳn 50%, như vậy chẳng phải là chỉ thu phí tổn thôi sao? À, cô cho heo ăn được sao? Đường Diễn thở dài. Đương nhiên, khi còn nhỏ em đã làm rồi. Đường Diễn giờ mới nhớ tới xuất thân của cô. Vậy cô từ nông thôn tới, khi còn nhỏ trong nhà cũng nuôi heo sao? Không có. Dù là nguyên chủ hay là chính cô đời trước đều không từng nuôi. Hả? Đường Diễn nhớ mày. Lạt Hiến giải thích. Là trước kia em giúp người trong thôn cho ăn, 3 ngày được 5 xu. Đường Diễn. 5 xu thì làm được cái gì chứ? Ấy, anh không biết rồi. 5 xu là rất lớn nhé. 1 xu có thể mua được 1 túi nước ngọt hoặc 2 viên đường, 1 bao que cay hoặc vài thứ khác. Tóm lại 5 xu có thể tiêu vài ngày đấy. Lạt Hiến cảm khái. Khi còn nhỏ nhà cô rất nghèo, 5 xu chính là tiền tiêu vặt trong 1 tuần. Đường Diễn không muốn tiếp tục đề tài này, hắn có chút không quen quá khứ như vậy, liền hỏi. Khi nào làm cơm thịt khô? Chắc khoảng tháng chạp, khi đó chị ấy mới có thể giết heo làm thịt khô. Hương vị loại này do nông thôn làm, hương vị ở siêu thị là không thể so sánh. Lạt Hiến nói không ngừng, Đường Diễn yên lặng nghe. Hắn thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của Lạt Hiến khi còn nhỏ là cuộc sống như thế nào. Khi còn nhỏ, trong nhà không bao giờ thiếu tiền. Khi đó cả gia đình còn ở tại tứ hợp viện. Hàng xóm xung quanh đều thuộc đơn vị quốc gia. Bản thân Đường gia đã có nội tình. Tuy không thể nói là giàu số 1 cả nước, nhưng thật sự tiền tiêu không hết. Sau lại cùng mẹ Đường Diễn liên hôn, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau phát triển càng thêm mạnh. Từ lúc còn nhỏ, Đường Diễn đi học đã có xe chuyên dụng đón đưa. Không chỉ hắn, không ít người bên cạnh hắn đều như vậy. Hắn chưa từng mặc quần áo bẩn. Thậm chí cả đồ ăn vặt ở bên ngoài cũng chưa bao giờ ăn, vì trong nhà luôn có đồ ăn vặt cao cấp cùng trái cây phong phú. Lớn hơn một chút, mẹ hắn kế thừa công ty của ông ngoại. Hắn thường thường đến nước ngoài, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, thường xuyên di chuyển từ trong nước ra nước ngoài rồi lại trở về, nhưng thành tích học tập không hề đi xuống. Cho đến khi lên cao trung cùng một cô bé trong đại viện trộm ở bên nhau mới không hay đi ra ngoài, mãi cho đến lúc hai người chia tay. Hắn trực tiếp rời đi khỏi nơi khiến hắn đau lòng này, ra nước ngoài, tới Mỹ học đại học, sau đó là về nước phát triển, rồi đến bây giờ. Đường Tổng, ăn cái này không? Giọng Lạt Hiến lôi suy nghĩ của Đường Diễn trở về. Hắn quay đầu nhìn lại, cô đang ngồi xổm trước tủ lạnh. Trong tay cầm một hộp macaron đủ loại kiểu dáng màu sắc, vô cùng xinh đẹp, yên tĩnh nằm ở bên trong. Gương mặt tươi cười của cô cũng đặc biệt sáng lạ. Đường Diễn đột nhiên cười. Hình bóng trong đầu chậm rãi tan biến, hắn nói, mang lại đây đi. Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm đang ngủ thì nhận được điện thoại của Lạt Hiến. Câu đầu tiên chính là, Vũ Lâm, không tốt. Triệu Vũ Lâm hôm qua đến rạng sáng 3 giờ mới ngủ. Vì chuyện của Lạt Hiến, cả ba phía hiện giờ vẫn đang suy nghĩ biện pháp. Cô vừa nghe nói 2 chữ không tốt, liền tưởng trên Weibo lại xảy ra chuyện. Hoảng sợ ngồi bật dậy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đường Tổng ngày hôm qua tự nhiên không tiếp tục dùng tư thế lão hán đẩy xe. Chị phải làm sao đây, sợ muốn chết. Loại việc này Lạt Hiến vốn dĩ không có kinh nghiệm. Kinh nghiệm hiện tại có được đều nhờ Đường Diễn. Tư thế hắn dùng vẫn luôn là như thế, đã thành thói quen của cô rồi. Giờ đột nhiên lại thay đổi, đã làm cái loại việc xấu hổ này rồi mà còn tự nhiên nhìn trực tiếp. Biến hóa này dọa cô sợ run cả người. Triệu Vũ Lâm mất gần 3 phút mới phản ứng lại. Đây là Lạt Hiến đang nói cái gì? Khóc không ra nước mắt nói. Chị gái của em, chị mới sáng sớm đã gọi điện cho em nói cái loại chuyện này, có thích hợp hay không? Sao lại là sáng sớm, đã 10 giờ rồi.
La Thiến nói. Ngày hôm qua 3 giờ em mới ngủ đấy. Ngày hôm qua chị cũng 3 giờ mới ngủ. La Thiến tranh luận. Có thể giống nhau sao? Trước 3 giờ em còn đang làm việc, còn chị và Đường Tổng thì ở trên giường nhé. À Phi Phi, vì sao cô phải làm rõ ràng lại chuyện này chứ? Cô còn là hoa cúc đại khuê nữ à? Được rồi, không quấy rầy em nữa. Hôm nay chị có thể ra ngoài không? La Thiến hỏi. Nếu chị không muốn sống thì cứ đi đi. Triệu Vũ Lâm đáp. Ai ra, bộ dáng của Lâu Tùng Nguyên này cũng thật yêu nghiệt. Nhìn pha xem này, vì hắn sống vì hắn chết. La Thiến dùng giọng điệu vui vẻ khi thấy người gặp họa nói. Giờ mà chị còn có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa hả? Vấn đề là chị cũng là vai chính đấy. Dù sao sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ ràng, không lẽ sự tình còn có thể biến thành đen hơn sao? Em ngủ tiếp đi, chị cũng đi ngủ một lát. Trong tủ lạnh không còn đồ ăn, chị không ra ngoài được. Em nhớ nghĩ biện pháp nhé. La Thiến nói. Điều này Triệu Vũ Lâm một chút cũng không dám không đồng ý. La Thiến vô cùng tùy hứng, cô sợ mình chỉ cần chậm một chút, La Thiến buổi chiều nhất định có thể đi giày đế thấp tự mình đến siêu thị. La Thiến từ sau lần té ngã kia liền bắt đầu không đi giày cao gót nữa. Dạ, để em cho người đưa qua. Nếu chị có cái gì đặc biệt muốn mua thì gửi tin nhắn cho em. Giờ em đi mua cho chị. Triệu Vũ Lâm nhanh chóng nói. La Thiến ừ một tiếng. Mấy ngày nay, vì để chứng minh Lâu Tùng Nguyên và La Thiến thật sự có quan hệ, mọi người lật tung mọi thứ lên để tìm dấu vết. Đặc biệt là video thời gian vui vẻ phát bị bọn họ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Quả thật những người này đã tìm ra không ít hình ảnh chứng minh. Ví dụ như La Thiến làm đồ ăn, Lâu Tùng Nguyên đều là người ăn nhiều nhất. Ví dụ như khi La Thiến cho heo ăn, Lâu Tùng Nguyên đều nguyện ý làm cùng cô. Ví dụ như lúc La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì Lâu Tùng Nguyên đều sẽ ở nhà đun nước. Tóm lại, hai người phối hợp hợp, hình ảnh đứng đắn sau khi bị y lâu như vậy, thế nhưng lại giống như có chút cảm giác. Thật ra nếu không phải La Thiến thì Lâu Tùng Nguyên cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng người làm vô tâm, người xem có ý. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâu Tùng Nguyên đối xử với La Thiến đủ loại khác biệt, mà Lâu Tùng Nguyên lại không có cách nào để giải thích. Khi La Thiến nấu ăn, hắn ăn nhiều là bởi vì trong số bọn họ, cô là người nấu ăn ngon nhất, có đồ ngon thì ngu gì không ăn. Khi La Thiến cho heo ăn, hắn vội vàng muốn làm cùng bởi vì chỉ có làm cùng La Thiến là nhẹ nhàng nhất. Cơ bản chỉ cần một mình cô cũng làm xong, chỉ cần xuất chút lực xách đồ thôi. Khi La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì hắn lại đun nước là bởi vì trong mấy nam minh tinh, bối phận của hắn nhỏ nhất. La Thiến không đun, hắn chỉ có thể tích cực tự mình đi đun thôi. Nhưng lại không thể ở trên Weibo giải thích vì càng bôi càng đen. Sau khi Lâu Tùng Nguyên đang phát điên thì thời gian vui vẻ lại phát trailer. Trong trailer mới nhất này, La Thiến ở nước ngoài cùng người đàn ông bị làm mờ có đủ loại tương tác. Cư dân mạng bối rối bắt đầu nghĩ. Lẽ nào thật sự La Thiến người ta cùng Lâu Tùng Nguyên không có bất cứ quan hệ gì, mà người đàn ông bị làm mờ kia mới là chính chủ? Vừa nhìn là biết chính là người yêu, xem La Thiến cười có bao nhiêu chân thành kìa. Toàn bộ thời gian vui vẻ cũng chỉ có cái trailer này là La Thiến có biểu cảm phong phú nhất. Mà lúc này ở Đường Thị, thư ký Kiều gõ gõ cửa văn phòng của Đường Diễn. Đường Tổng, đã phát trailer rồi. Kiều bí thư tiến vào nói. Đường Diễn ừ một tiếng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.